bất ngờ gặp một phôi gỗ phay khá là khủng trên đường đi Yên Bái. Vào hôm trong tuần tôi có đi Yên Bái để thăm thú và tìm một số loại gỗ phù hợp với các cái ý tưởng. Và đột nhiên đang đi tới một cái đoạn dốc thì tôi ngó thấy một cái nhà dân có một cây gỗ to, rất là to. Nên là ngay lập tức phải dừng lại ở lưng chừng dốc để vào hỏi thăm xem là khúc gỗ này là gỗ gì. Và hóa ra nhà bác dân này thì đang có một cái gốc cây gỗ phay đã nhiều năm tuổi. Theo như bác ấy chia sẻ thì có lẽ nó phải rơi vào khoảng 100 năm trở ra, nhưng không biết chính xác là bao nhiêu. Và với cái đường kính gốc thì nó có được từ 1m2 tới 1m3. Và cây thì đang dài tới cả 5 mét. Và điểm chú ý thì cái cây này nó đã bị ruột gỗ, nó đã bị mục rỗng hết rồi. Nó tạo thành một cái khoảng trống rất là lớn ở bên trong. Và nó dài từ gốc lên đến ngọn. Và khi mà chui người vào thì nó giống như là cả một cái ngôi nhà ở bên trong. Và người tôi có thể chui vào được vừa. Và thực tế thì những cái phôi gỗ mà rỗng ruột như này, nếu mà làm thì xẻ ra để làm bàn trà. Với một cái bố cục là có cái hồ nước ở bên dưới, có lại cái mây khói tỏa ở bên trên, thêm chút cái tiểu cảnh các cái chủ đề ví dụ như là Phật giáo hoặc là Bồng Lai Tiên Cảnh thì sẽ cực kỳ hợp lý, mà có khi giá lại không bị quá cao đâu. Và đúng là người đi làm gỗ mà đi đến đâu cũng chỉ thấy gỗ thôi. Và bác nào mà thích cái ý tưởng cũng như là thích cái gốc này thì có thể kết nối để mình sẽ chia sẻ cái ý tưởng và kết nối cho anh em nhé.